phát huy cái tài nguyên bản địa ở địa phương phục vụ cho cái việc sản xuất kinh doanh của các bạn lại là một cái lợi thế. Làm nông nghiệp theo cách ban nguyên nhưng chuẩn hóa và bài bản hơn. Vừa dễ làm vừa dễ hiểu mà lại không tốn tiền cơ. Mà các con, các em của mình nó không còn phải sợ khi đi vệ sinh rồi. Kết nối khoa học và thực tiễn. Có nghĩa là không bao giờ mình phải mua thuốc. Tôi đánh giá rất cao cái giải pháp đó là sử dụng vi sinh bản địa để khôi phục hệ sinh thái. Cùng sống xanh tạo sinh kế từ tài nguyên bản địa và bảo vệ môi trường. Câu chuyện nuôi gà bằng thảo dược của anh Nguyễn Thành Lê ở tỉnh Bắc Cạn được phát trong chương trình Cùng Sống Xanh số 41 từ tháng 7 năm 2023 đã được bạn Nguyễn Thị Huyền ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xem đi xem lại nhiều lần để tìm giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người thân của mình. Chị Huyền chia sẻ, sau đại dịch Covid-19, chồng của chị bị nhiều chứng bệnh, nội tạng yếu hẳn, đi bệnh viện nhiều, uống thuốc cũng nhiều nhưng sức khỏe không cải thiện. Chị Huyền bèn chọn con đường chăm sóc sức khỏe bằng thực phẩm sạch do chính mình làm ra. Ông xã mình cũng như gia đình mình á, là sau Covid mà tiêm nhiều vaccine nên là dẫn đến sức khỏe cũng xuống trầm trọng luôn. Thì mình mới suy nghĩ là bây giờ mình phải làm gì để cải thiện cái sức khỏe cho chính gia đình mình trước. Đầu tiên là mình trồng rau. Trước khi mình trồng rau thì mình cũng lên nhóm rồi mình tham khảo đất như thế nào từ các cái rác thải của nhà bếp các thứ đó. Thì là mình tận dụng cái nguồn đó làm men để mình ủ. Khi nó hoai mục rồi thì nó lại ra là một nguồn đất, nguồn dinh dưỡng rất tốt cho rau và cho cây trồng. Và thời gian sau nữa thì khi mà mình trồng rau cung cấp được cho gia đình rồi thì mình suy nghĩ là đất mình hãng còn dư chút xíu. Mình có thể là mình cải thiện cuộc sống của gia đình bằng cách nuôi gà với quy mô nhỏ của gia đình thôi. Ban đầu mình cũng hơi thất bại với gà là mùi của nó ra thì mình sống ở thành phố nên là các cái nhà nó san sát nhau nè, hàng xóm cũng kêu ke nè. Là cái mùi nó rất là khó chịu. Cũng có thể là do cái cách làm của mình mà cái nồng độ vi sinh ở trong đó nó chưa đủ để khử hết cái mùi của gà. Dẫn tới là nó vẫn còn mùi. Thì mình lại phải lên Facebook rồi là hỏi thăm thầy cô và bạn bè. Mình làm lại. Khi mà mình khử được cái mùi được rồi thì hàng xóm mà không có kêu ca gì nữa. Mình cũng rất là mừng. Sau mình học hỏi bạn bè thì bạn bè nó cũng chỉ thêm nữa. Thì ban đầu là mình có men khử mùi rồi. Thì bây giờ mình làm men là trộn thức ăn cho gà. Rồi đến men thảo dược dưới dạng là nước cho gà uống. Thì trong cái men mình trộn với thức ăn á, thì mình nạm dạng men khô. Thấy là cơm thừa này, hoặc là những cái đồ ăn thừa, hoặc là rau thừa, các thứ đó bỏ đi rất là nhiều. Khi mà gà mình cho ăn vi sinh á, nguyên liệu nó khác với nguyên liệu ban đầu mình cho ăn á, là gà nó không có ăn, bởi vì nó chưa có quen. Khoảng 2 ngày sau á, là khi nó quen rồi thì nó ăn lại ăn rất là nhiều. Nhưng cái phân nó không có hề có mùi hôi gì cả. Nên là mình rất thích cái ưu điểm này. Bởi vì khi phân mà không hôi nữa thì mình không phải xịt khử mùi ở dưới dạng khử khuẩn nữa. Mà mình chỉ cần là đệm nó chuồng gà thôi là cũng rất là ok rồi. Thì khi mình làm men khô để trộn vào thức ăn rồi thì mình sẽ chắc là mình làm men vi sinh nước kết hợp với các thảo dược á. Để mình cho gà uống thì thấy là con gà nó khỏe hơn. Cái đường ruột của nó thì cũng khỏe mạnh mà nó không bị đi tiêu chảy hoặc là hô hấp của nó là khỏe. Trong cái thời tiết nó thay đổi là con gà nó khỏe, nó không bị sao hết. Thì mình cũng thấy mừng là mình không cần phải dùng là thuốc của thú y nữa mà con gà mình nuôi lại vẫn khỏe bình thường. Khi mà mình ở trong cái khu vực mình ở thì mình thấy nó có nhiều gia đình cũng nuôi dạng quy mô nhỏ như mình mà họ cũng đang trăn trở về những cái vấn đề đó. Ví dụ như mùi này hoặc là gà rất là phải dùng cái thuốc thú y rất là nhiều. Mình cũng muốn là có một cái vài cái bí quyết như vậy rồi thì mình lan tỏa để cho mọi người là có những cái cách suy nghĩ khác đi về chăn nuôi một con gà mà để cho nó khỏe mạnh, giảm bớt chi phí. Vì là nếu như dùng thuốc thú y nhiều mà mình ăn con gà vào nó cũng không có tốt. Hầu như người ta không có tin, mấy hai nữa là người ta thấy mình làm cực quá. Khi mà mình không thuyết phục được họ đấy, mình về mình cũng không có nản, phải nghĩ một cách khác. Là mình làm men sẵn luôn. Và đến bảo bây giờ tôi làm men sẵn rồi thì mọi người cứ thử trộn thức ăn các thứ đi rồi là để sau một thời gian rồi ăn thử cái chất lượng con gà nó như thế nào. Thì sau khi đó thì họ cũng làm theo. Khi mà họ đã có cái thành phẩm gà rồi đấy, họ ăn trứng rồi hoặc ăn gà thì họ thấy ngon. Thì lúc đó họ tự động họ theo mình. Khi mình làm men đưa lại cho họ đó thì mình sẽ tính cái chi phí làm men đó cho họ. Ví dụ như mình làm men cho nhà mình đi thì cùng cái công đó mình làm men cho nhà họ luôn và mình tính cái chi phí cho họ là ở chi phí nguyên liệu thôi thấp nhất để cùng nhau hỗ trợ cùng nhau là sản xuất ra một cái con gà gọi là
gà sạch để ăn. Mình mong muốn là lan tỏa nhiều hơn với những cái hộ gia đình nhỏ, quy mô nhỏ, nuôi để cho gia đình mình là cuộc sống của gia đình. Và sau thì mình cũng muốn liên kết với một số cái gia đình mà có đất rộng á, để có một cái quy trình nuôi cụ thể hơn, để đưa ra thị trường những cái sản phẩm gà chất lượng và tiêu chuẩn hơn. Cái quy trình này là mình đang làm. Sau một thời gian dài mình nuôi cùng với các hộ gia đình khác á, thì mình rút ra được cũng có nhiều cái kinh nghiệm là khi mà mình nuôi không những để gia đình mình ăn, mà nếu nuôi nhiều mình còn phải bán ra ngoài thị trường nữa. Nhưng mình tính về mặt chi phí, nếu như mình tận dụng được những cái nguyên liệu gọi là phế liệu của mọi gia đình ấy, như cơm hoặc là đồ ăn hoặc là rau trước đấy, thì nó tiết giảm được chi phí rất là nhiều. Khi đó thì cái giá thành ấy, của con gà nó thấp hơn là khi mà mình chăn nuôi mình chỉ cho ăn thóc ngô các thứ thôi. Cái chất lượng của thịt gà nó rất là ngon. Nên là mình nghĩ là khi mà mọi người mà đã biết tới rồi thì ít ai có thể từ chối được. Mình quyết định lan tỏa cái con gà vi sinh này á, bởi vì là nó có nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là nó có ưu điểm tốt cho môi trường, là mình tận dụng được nguồn rác thải, phế thải. Cái thứ hai là tốt cho sức khỏe. Và cái thứ ba là làm cho ví dụ như là muốn kinh doanh theo cái hướng đó thì nó sẽ cũng có lợi nhuận cho người kinh doanh rất là nhiều. Hiện nay có một số nơi khi người ta nuôi một số cái gia súc và gia cầm ấy, thì người ta có tận dụng một số cái thức ăn thừa, một số cái phụ phế phẩm nông nghiệp để người ta làm thức ăn cho vật nuôi. Thế thì khi mà người ta sử dụng những cái phụ phế phẩm như vậy á, thì đôi khi là người ta cho cái gia cầm hoặc gia súc ăn trực tiếp. Mà trong một số trường hợp thì người ta sẽ tiến hành người ta lên men, và sau đó thì người ta mới cho cái con vật nuôi của mình nó sử dụng cái thức ăn này. Thì theo kinh nghiệm á, thì với những cái nguồn nguyên liệu mà nó có nguồn gốc như là rơm rạ rồi cỏ rồi gì đó, thì trong một số trường hợp người ta sẽ tiến hành người ta lên men bằng cách là người ta ủ chua, tức là thức ăn nó sẽ có một cái vị chua nhẹ do cái quá trình lên men thì nó sinh ra một số cái axit hữu cơ ở trong đó, và ở trong đó thì nó cũng chứa rất là nhiều cái lợi khuẩn nó sinh ra ở trong đó. Cho nên khi con vật nuôi của mình ăn cái thức ăn này thì thứ nhất là vật nuôi của mình nó sẽ cảm thấy ngon miệng và nó ăn nhiều hơn. Cái thứ hai, thức ăn thì thật ra cũng đã được phân giải một phần. Thứ ba thì bản thân cái axit hữu cơ đó cũng gây những cái tác động rất là tích cực đến cái hệ tiêu hóa của cái con vật mà chúng ta nuôi. Và đặc biệt là ở trong đó có một cái lượng lợi khuẩn không nhỏ, thì nó cũng giúp cho cái hệ tiêu hóa của con vật đấy nó sẽ được tốt hơn, nó tránh một số cái bệnh tật, nhất là những cái bệnh về đường tiêu hóa trong cái vật nuôi của chúng ta. Tuy nhiên thì ngoài cái việc ủ chua đó thì trong một số trường hợp người ta còn sử dụng một số cái nhóm vi sinh vật khác. Những cái nhóm vi sinh vật này thì có thể đến từ một số cái chế phẩm hữu hiệu hoặc là một số chế phẩm bản địa, thì người ta có thể sử dụng những cái chế phẩm này người ta ủ lên trên cái nguyên liệu, cái thức ăn thừa của chúng ta. Thì mục đích để làm gì? Mục đích thứ nhất là để làm cho cái thức ăn nó được phân giải một phần, thì khi cái con vật mà nó ăn á thì cái hấp thu cái thức ăn nó sẽ tốt hơn, và như vậy thì cái tăng trọng của con vật nó sẽ tốt hơn so với ăn cái thức ăn mà chúng ta chưa có lên men. Tuy nhiên một điều ở đây chúng ta cần phải lưu ý như thế này là nếu mà trong đó mà nó có lẫn một số cái vi sinh vật gây hại, gây thối, gây phân hủy, thậm chí là nó gây bệnh hoặc nó sinh độc tố, thì như vậy là chúng ta vô tình là chúng ta đưa những cái vi sinh vật có hại này vào trong cái quá trình mà chúng ta ủ, chúng ta lên men cái thức ăn. Và như vậy khi con vật mà nó ăn phải thì đầu tiên là nó có thể là nó bị ngộ độc, nó bị mắc một số cái chứng bệnh, nhất là những cái chứng bệnh về cái đường tiêu hóa. Và thậm chí trong một số trường hợp là những cái chất độc do những cái vi sinh vật đó nó sinh ra đấy, thì nó thấm vào trong bản thân cái con vật nuôi của chúng ta. Thì có thể con vật là nó chưa bị ảnh hưởng gì, nhưng đến người tiêu dùng chúng ta sử dụng thì lúc đó là chúng ta sử dụng cái con vật mà trong con vật đó nó còn tiềm ẩn những cái nguy cơ. Thì ở đây chúng ta cần lưu ý là nếu mà chúng ta muốn ủ chua thức ăn thì chúng ta cần tham vấn ý kiến của một số cái người mà có kinh nghiệm, một số chuyên gia, để chúng ta có cái phương thức chúng ta ủ chua làm sao cho nó đạt cái hiệu quả, để coi cho con vật nó ăn vào nó có hiệu quả tốt nhất. Còn đối với trường hợp chúng ta sử dụng cái thức ăn thừa mà chúng ta muốn lên men để chúng ta làm ra những cái dạng thức ăn mà vật nó dễ hấp thu, và chúng ta cũng lưu ý là cái thức ăn thừa của chúng ta là nó cũng phải đạt yêu cầu nữa. Chứ những cái thức ăn thừa mà nó đã phân hủy, nó đã hỏng, nó đã ôi thiêu, nó đã thối rồi thì chúng ta cũng không nên cho cái con vật của chúng ta ăn, bởi vì như vậy thì nó đầu tiên là nó cũng làm cho con vật của chúng ta nó dễ mắc cái bệnh, và như vậy thì tác dụng tích cực thì chưa thấy, nhưng mà có khi là nó gây hại lên trên cái con vật nuôi của chúng ta.
thì con vật trong quá trình mà nó nuôi á, thì thức ăn thừa là cũng như chất thải của cái vật nuôi của chúng ta thì nó thải ở trên cái nơi mà chúng ta nuôi nhốt, và như vậy thì nó gây nên những cái mùi rất là khó chịu, rất là bẩn, rất là mất vệ sinh, và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của gia súc gia cầm của chúng ta, và nó gây ra mất cái ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh. Thế thì khi mà người ta sử dụng cái đệm lót sinh học thì trong cái đệm lót đó thì có rất nhiều cái nhóm vi sinh vật nó phát triển, và những cái nhóm vi sinh vật đó thì nó phân hủy những cái chất thải của cái vật nuôi, nó phân hủy những cái thức ăn thừa, và như vậy thì nó giúp là cái mùi hôi, cái mùi thối ở nơi mà chúng ta nuôi nhốt là nó giảm đi rất là rõ rệt, và như vậy thì nó cũng phòng tránh cho cái gia súc gia cầm của chúng ta không mắc phải một số cái bệnh mà trong trường hợp mà chúng ta không sử dụng cái đệm lót sinh học như vậy. Thì thông thường là chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của một số chuyên gia ở bên cái lĩnh vực mà chăn nuôi, người ta sẽ có những cái lời khuyên. Thứ nhất là chúng ta phải làm cái đệm lót sinh học từ cái vật liệu nào đó cho phù hợp, cái độ dày của đệm lót sinh học, và bao lâu thì chúng ta sẽ thay cái đệm lót sinh học đến một lần, thì cái đó đòi hỏi là phải có cái sự hướng dẫn của các chuyên gia, hoặc là chúng ta phải có một cái kinh nghiệm nhất định nào đó, ta tham khảo từ ý kiến của những cái người mà đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thì cái hiệu quả của cái đệm lót sinh học nó mới tốt. Còn hơn là chúng ta chưa có hiểu biết gì nhiều thì chúng ta làm theo những cái lời khuyên mà nó không có căn cứ, thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái gia súc gia cầm mà chúng ta đang nuôi. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái nèm men vi sinh cho gà. Thì thành phần gồm có gừng là 1 kg, xiềng 1 kg, quế là 300 g, 500 g là tỏi, 3 hũ sữa chua Zakun, 5 gói men tiêu hóa, 1 kg đường, 100 g củ trùng ngây ngâm với mật ong, 10 lít nước, thùng ủ này cũng là 18 lít. Với cách làm như sau: gừng mình cũng thái nát mỏng, xiềng thái nát mỏng, quế thì mình bẻ nhỏ ra chút xíu nữa, còn tỏi thì bóc ra và cắt nát. Khi mà các nguyên liệu mình sơ chế xong thì mình sẽ đi rửa bằng men vi sinh để ráo xe bề mặt để cái nước đó nó ra bớt những cái nước mình rửa đi, tiến hành vào ủ. Mình mới cho nước vào trước, mình cho sữa chua, cho đường, cho men tiêu hóa vào, đảo đều lên để cho đường nó tan ra đã, cùng với lại sữa chua và men tiêu hóa. Bước tiếp theo là mình sẽ cho các nguyên liệu quần lại. Mình đậy nắp lại, theo theo dõi từ 24 đến 48 tiếng. Khi mà mình cảm thấy là nó sủi bọt hoặc là có một cái lớp men trắng trên bề mặt, các thảo dược thì nó dậy mùi thơm lên, thì lúc đó là men mình nó đã đạt. Mình pha cho gà uống, tỷ lệ đối với gà nhỏ thì tỷ lệ khoảng 1 trên 100-150 là phải pha thật loãng ra. Còn đối với gà trưởng thành thì mình có thể pha đặc hơn lại một chút xíu. Còn đối với những gà mà mình có thấy có biểu hiện là cơ thể mệt hoặc là yếu gì đó thì mình có thể lấy cái nước này mình cho vào xin anh cho uống trực tiếp, và phải theo dõi hàng ngày để xem cái biểu hiện của con gà nó tiến triển như thế nào. Rồi đây là cách mà mình chia sẻ về cái làm men vi sinh chăn nuôi cho gà. Mình cũng chúc là các bạn làm thành công và có những con gà khỏe mạnh. Cùng Sống Xanh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, địa chỉ tại 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.